Bình xin chào tất cả mọi người và các bạn ha. Hôm nay thì Bình xin giới thiệu với các bạn đây là chợ mới thuộc thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang các bạn. Đâu đưa giờ cầm đưa ơi. Nè. Quay trước rồi mày, quay sau rồi mày. Nè. Thôi chị Mỹ nè. Sao chú quay. Không. Nghe ngon. Dạ cả cái gái. Cả vào đi rồi chừng nào ông muốn ăn sáng rồi thôi. Đó lên tivi đầu chứ đã. Ngon. Hiện tại bây giờ thì Bình đang có mặt tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nha các bạn. Phía tay trái của mình đây là trường trung học cơ sở Nguyễn Tân Sơn thuộc thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nha các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ tiến hành đi ngang qua cái cổng này nha các bạn. Thì từ cái cổng này đến chợ thì khoảng 300m các bạn. Thì ra trước mắt của các bạn đây là chợ mới thuộc thị trấn Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là địa điểm mà mình muốn giới thiệu với các bạn đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi vào nhà lồng chợ nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì Bình đang có mặt tại chợ lúc 6 giờ cho nên bà con ở đây mới chuẩn bị hàng để đem ra bán thôi các bạn. Còn các vị khách và bà con đến chợ mua thì cũng chưa có đông nha các bạn. Tục đến chỗ bán bánh mì và chỗ bán thịt heo quê của chợ. Ở đây thì bà con sống rất là gần gũi và thoải mái luôn các bạn ơi. Thì mình sẽ tiếp tục đến đây quay cho các bạn xem nhé. Ê, cà phê
giờ thì mình sẽ tiếp tục đến chỗ bán thịt nguyên quê của chợ các bạn. Bán rất là ngon các bạn. Chú này thì rất là vui vẻ và gần gũi luôn các bạn. Chào chú quay. Thấy ngon. Đó lên tôi quay đầu chứ ta. Ngon. Rồi mình sẽ tiếp tục đến dãy bán thịt heo của chợ các bạn. Ở đây bán thịt heo rất là nhiều các bạn ơi. Rồi mình sẽ tiến hành đi vào phía bên trong quay cho các bạn xem nhé. Một lần nữa thì mình sẽ nhắc lại, đây là chợ mới thuộc thị trấn Chợ Mới, tỉnh An Giang nha các bạn. Chợ mới này đẹp lắm, chứ ở dưới bờ kè, dạ. Nó mát luôn, kia sung sơ chứ. Chợ mới mà, chợ mới mẻ luôn. Đưa thanh gà heo ra. Đưa thanh gà heo ra đánh cạo. Thanh cầu gia đạo rồi. Đây là dãy bán thịt của chợ, thịt ở đây bán rất là nhiều các bạn và rất là tươi ngon các bạn ơi. Nếu bạn nào có dịp thì về thị trấn Chợ Mới hãy ghé chợ này để tham quan và mua ủng hộ các bạn. Đây là chỗ bán thịt vịt quay nè các bạn. Lò quay tài lộc, chiên quay, vịt quay, heo quay, cá chiếu. Thì bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với số điện thoại ở phía bên dưới nha các bạn. Muốn bào cho muốn là đồng của thằng đảng chiến ngang huyện Chợ Mới. Đừng có nhai cái miệng nha không? Đừng lại, quay. Mới quay cả này. Mời các bạn hãy tham quan dãy bán cá, bán rau của chợ nhé. Và ở chợ này thì cái lượng cá bán rất là nhiều nha các bạn. Và rau ở đây rất là tươi ngon luôn các bạn ơi.
Một lần nữa thì mình xin nhắc lại, đây là chợ mới thuộc thị trấn Chợ Mới, tỉnh An Giang các bạn. Đây là chợ huyện ha, cho nên ngôi chợ này rất là lớn các bạn ơi. Thì nãy giờ thì mình chưa có quay hết tất cả các dãy hàng của chợ nha, chỉ quay một số dãy như là dãy thịt và dãy cá của chợ mà thôi. Rau đây tươi ngon quá các bạn ơi, có cà nè, có miếng biển dưa leo. Quay xong rồi ta có
có 200 ngàn mà nội. Chú cái bánh này kêu bánh gì chú? Ở đây là bánh kẹp trứng thôi. Ờ, cái là nhiêu chú? Cái 5 ngàn à. À, chú lấy cho con hai cái đi nghe chú. À, bánh này nó lạ đẹp á các bạn. Bánh này nó ngon, mấy bánh ốm. Rồi chú lấy cho con hai cái nha. Rồi ok. Rồi chú uống chưa chú? Chưa. Rồi cảm ơn luôn. Thằng đây đó nó cũng quay hoài, quay con mấy cái chợ luôn á. Còn mấy tờ. Đây là chỗ bán hủ tiếu bún riêu của chợ này các bạn. Ở đây bán rất là ngon các bạn. Nếu bạn nào có dịp thì hãy ghé đến đây mua ủng hộ các bạn. Nếu các bạn thấy thích những video của mình thì hãy vào kênh YouTube Bình Cổng Cưới Giờ Mới, bấm nút đăng ký và nút biểu tượng chuông để thường xuyên cập nhật những video mới nhất của mình nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau nhé.